Xin thay mặt công ty du lịch Hòa Bình xin gửi tới quý thầy cô, vâng ạ, các thầy cô ở trường Đông Kỳ đúng không ạ? Đông Kỳ, trường tiểu học Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ, thành phố Hải Dương, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin một tràng pháo tay ạ. Lời tiếp theo không biết nói gì hết, xin thay mặt công ty du lịch Hòa Bình xin cảm ơn quý thầy cô đã tin tưởng, tín nhiệm và lựa chọn công ty chúng em làm người bạn đồng hành. Nhân chuyến tham quan du lịch này, xin chúc các thầy cô có một chuyến tham quan thật bổ ích, thú vị. Xin chúc mọi người có một sức khỏe thật dồi dào, gia đình hạnh phúc và xin chúc chuyến đi của chúng ta được thượng lộ bình an ạ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn ạ. Lần tiếp theo, thay mặt công ty du lịch Hòa Bình, em xin giới thiệu thành viên của công ty chúng em gồm hai thành viên. Người thứ nhất em muốn giới thiệu đầu tiên, người có vai trò rất quan trọng, người sẽ dẫn đường chỉ lối cho đoàn ta trong suốt cuộc hành trình này. Người mà em muốn nói tới ở đây đó chính là bác tài của chúng ta. Anh lái xe của chúng ta, bác tài của chúng ta có tên là Tần. Vâng, xin mời các cô cổ vũ cho anh Tần một tràng pháo tay thật to để anh lái xe thật an toàn, đưa đoàn ta đi đến nơi và đến chốn, và đặc biệt không có cô nào bị say xe cả. Người thứ hai, vâng đúng rồi, đó là điều mong mỏi nhất đấy. Người thứ hai em xin được tự giới thiệu đó chính là em tên là Vinh ạ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thành Vinh. Em là hướng dẫn viên của đoàn ta, cũng là người phục vụ đoàn ta, chăm sóc sức khỏe cho đoàn ta trong suốt cuộc hành trình này. Và rất vinh dự cho anh em chúng em được đồng hành cùng quý thầy cô. Và hy vọng rằng trong suốt cuộc hành trình này, quý thầy cô sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho con chúng em để chúng em hoàn thành công việc của mình. Đó là hai thành viên của công ty du lịch Hòa Bình tham gia phục vụ quý đoàn. Em xin giới thiệu để các thầy cô tiện xưng hô. Tiếp theo, Vinh xin giới thiệu lịch trình của đoàn ta để quý thầy cô được biết. Buổi sáng ngày hôm nay thì 5 giờ xe của chúng ta xuất phát tại điểm hẹn khởi hành đến với thành phố Hà Tĩnh. Buổi sáng đoàn ta sẽ dừng ăn sáng tại nhà hàng Ba Con Năm Thành Dùng thuộc khu vực Đá Ba Đỏ, huyện Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình. Sau bữa sáng đoàn ta sẽ tiếp tục di chuyển vào khu vực miền Trung. Quý khách sẽ dừng chân tại Cầu Giác, Nghệ An, Quỳnh Nghệ An để dùng bữa trưa. Và sau bữa trưa thì đoàn ta sẽ đến với lại quê nội, quê ngoại, nơi sinh ra vị chủ tịch muôn vàn tình yêu của chúng ta. Đoàn ta sẽ tham quan quê ngoại, quê nội và nghe hướng dẫn giới thiệu về quê của Bác Hồ. Và sau điểm tham quan này thì quý thầy cô sẽ về thành phố Hà Tĩnh nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi tối thì mọi người tự do vui chơi khám phá thành phố Hà Tĩnh về đêm. Đó là lịch trình ngày thứ nhất, Vinh xin giới thiệu đến với đại đoàn ta. Thì tại Bình Sơn này có hai ngôi đền rất linh thiêng của Thanh Hóa, đó là đền Sòng và đền
có một cái nghị lực phi thường như thế. Chị Ngô Thị Tuyển vốn là một người con gái thôn nữ ở xóm Nam Ngàn, và chị vào dân quân tham gia vào thanh niên xung phong và tiếp tế cho bộ đội ta ở khu vực Hàm Rồng. Và khi vào đây là cái biểu tượng của thành phố Thanh Hóa đấy ạ, trống đồng Đông Sơn. Thank you.
còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đến miền Trung. Đã cùng nhau có một chuyến tham quan về với quê hương của Bác Hồ tôi. Vào những ngày tháng 6 lịch sử, chuyến tham quan vô cùng ý nghĩa. Chúng ta viết về hoàn tu đất mẹ, nơi mà Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời gắn bó 5 năm đầu tiên cùng với anh chị của mình, cô Nguyễn Thị Thanh và cậu Nguyễn Sinh Thiên. Còn từ 5 đến 10 tuổi, bà cùng với gia đình vào Huế sinh sống. Ở Huế, mẹ có sinh thêm một người con trai nữa, em trai Bác Hồ, cậu bé Nguyễn Sinh Sinh. Nhưng mà kinh tế vất vả, trở ra sinh thêm con không nơi nương tựa, mẹ phải tự mình lao động sớm và bị ốm nặng, sức khỏe của mẹ yếu dần. Đột ngột trút hơi thở cuối cùng, khi vừa bước sang tuổi đời 33, đang thì xanh sắc. 3 tháng sau ngày ấy, ông Sắc đi thi đầu tới học vì phó bảng. Mừng bởi vì lần đầu tiên cả làng chân này có người đầu căng. Bà con người có không, người có của, mua ngôi đầy gỗ 5 tháng phía trên này đấy để mừng cho ông phó bảng. Xúc động trước tấm lòng của bà con, thì người anh trai cùng cha khác mẹ ông Nguyễn Sinh Thuyết cùng dự lập tóc nhà mình, sang nằm nhà ngang ở phía dưới để mừng em công thành danh toàn. Rồi cùng nhau xuống làng Hoàng Trù đón mời ra đình ông phó bảng với ở. Lễ làng ngày xưa ở đây quy định, những người đầu cao được vinh quy bãi tổ về làng. Ông Sắc cùng với cả con đành phải tạm biệt ba ngoài, tạm biệt mảnh đất Hoàng Trù đầy ơn nghĩa để về sinh sống tại ngôi nhà này. Nhưng mà điều đáng nhận, Hoàng Thị Loan mất từ Huế rồi. Người con thứ tư của bà Nguyễn Sinh Sinh sau đó cũng không còn nữa. Vì vậy mà tâm tư tình cảm đầu tiên của bố bác khi về sống ở đây, ông dành tròn căn nhà thứ hai phía trong này, căn nhà trang trọng nhất, lập bàn thờ thờ người vợ hiền yêu quý của mình. Vốn tính đơn giản, lập bàn thờ cho vợ cùng giản đơn như cuộc sống của ông vậy, chỉ là té lần nữa mà thôi. Nhưng mà ngay cạnh bàn thờ, ông Sắc dựng tấm biển có bốn chữ là ân tử ninh gia, nghĩa là ơn nhà vua ban về cho gia đình tốt, là món quà của vua Thành Thái ban cho ông Sắc ngay đầu đạt. Dừng cạnh bàn thờ vợ, ông như muốn báo công với vợ mình, người góp phần rất lớn trên con đường sự nghiệp của ông. Đoàn mình còn nhớ cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, thì 15 tuổi bà lấy chồng rồi, 22 tuổi làm mẹ của ba người con, 33 tuổi bà qua đời. Như vậy có nghĩa là bà có 18 năm trời chung sống hạnh phúc bên chồng và con. Trong vòng 18 năm ấy, bà lao động hết sức vất vả để nuôi chồng ăn học, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Vậy mà khi chồng được công thành danh toại, hưởng lộc vua ban được vinh quý bãi tổ với làng này, thì bà đã không còn nữa. Việc năm nay, ông muốn là lời cảm ơn chân thành nhất đối với người vợ hiền nơi chỉ suối. Và ngày ấy, những lúc nhớ mẹ thương em, chị em bạn về trước ban thờ, thắp nén hương thơm tưởng nhớ mẹ hiền, rồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mà một thời được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nhưng mà năm tháng qua đi, hôm nay chúng ta thầy của giáo đoàn từ Hải Dương về viếng thăm, thì người thân của Bác Hồ không ai còn nữa. Bố Bác Hồ đã mất tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đông Tháp. Cố thánh thương mẹ vào rực bố về thư chúc. Anh chị Bác Hồ những người hoạt động yếu được, tuổi xuân qua đi không ăn lấy vợ lấy chồng, sau khi mất về thời chúng với văn thơ của bố mẹ. Cho nên đoàn mình vừa chuyển lễ hoa tươi lòng thành tôn kính dành cho những người thân yêu nhất của bác là bố mẹ, anh chị của người. Bộ phận lớn gian thứ nhất gian ngoài cùng nơi gia đình Bác Hồ tiếp khách. Căn bộ tử bác ở giữa của đặc dương đơn sơ bé nhỏ là nơi nghỉ ngơi của cô Thanh, chị gái Bác Hồ. Bố nghỉ ở bộ phận gian nhà thứ tư. Bác Hồ cùng với anh trai nghỉ bộ phận gian nhà thứ năm gian cuối cùng. Còn ba gian nhà dưới là nơi dùng chung cho cả gia đình của bà. Người đã được công được đời tự ở đây chính là cô Thanh. Chúng ta biết rằng cô Thanh được sinh ra tại làng Hoàng Trù là quê mẹ. Theo cha sống ở làng Xét này, là một thiếu nữ 17 tuổi rồi thông minh xinh đẹp, giỏi chữ Hán, giỏi nghề làm thuốc nam. Trai làng con quán về đây ngỏ lời cầu hôn nhưng cô đều từ chối. Cô tâm sự rằng, gia đình tôi, mẹ thì mất sớm, cha không đi bước nữa. Là con gái đầu lòng tôi xin nguyện được vậy, để phụng dưỡng cha, nuộc em thấy mẹ. Cô làm tròn vai trò làm mẹ, làm chị cho các em mình, chỉ cả làm bà em của ma. Cô hoạt động yêu nước trong đội quyến đội phấn của cụ Văn Bội Châu, giặc bắt tù đầy nhiều năm mới được thả tự do.
cách mạng tháng 8 thành công rồi, tiếng vui đã về khắp xóm làng này, rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là em trai của nhà mình. Cố Thanh mừng lắm, có nói với bà con ở đây rằng: "Chuyện này tôi muốn ra Hà Nội tìm gặp bằng được Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem có phải em Thành nhà tôi ngày xưa không." Không đợi Tịnh Kiều thú xếp, cô một mình xuống ga Vinh lấy vé tàu ra Hà Nội thăm em, mang theo món quà quê tương tam lành. Gặp em tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai, cùng với em ăn được một bữa cơm. Chia tay em ra về, chị Bùi Ngùi hỏi: "Thành, bao giờ em về thăm nhà?" Bà con ai cũng nhớ em nhiều lắm. Ngày ấy bác Hồ trả lời rằng: "Nhất định em sẽ về, nhưng mà việc được bộn bề chắc có lẽ còn lâu chị ạ." Một tuần sau, Thủ Khiêm cũng ra Hà Nội thăm em. Câu chuyện được kể lại rằng ngày mà cậu Khiêm ra Hà Nội thăm em để bắt bộ phù, cậu nhân đồng chí cận về đưa vào cho bác Hồ một bức thư. Bức thư vỏn vẹn chỉ có 3 chữ thôi là Đạt Thăm Thành. Đạt và Thành là tên gọi của bác Hồ và anh trai với những năm tháng sống tại làng Sen này. Khi vào sổ hộ cho con, cha đổi tên con mình sinh Khiêm là Tất Đạt, sinh Cung là Tất Thành. Lòng mong muốn sự thành đạt từ khi mới có. Xa em lâu như vậy, anh vẫn gọi em bằng cái tên quen thuộc những ngày năm. Nhận được bức thư, bác Hồ đồng chí cận về ra mời cậu Khiêm vào. Anh em bạn cận nói tới chồng cậy nhau, mừng mừng mà tự tủi. Hàng huyến tâm sự được một lúc, tôi chia tay nhau mà không một lần phải ngủ. Năm 1950, khi bác Hồ đang trực tiếp chỉ đạo chiến dịch biên giới thì được tin anh Khiêm qua đời. Bác đau đớn xót xa vô cùng, nếu mà chiến trường còn nặng đối phái, làm sao bác có thể về quê mà chủ tăng anh được. Từ núi rừng biên giới xa xôi, bác gửi bức điện về chủ tăng tâm tư tình cảm bác viết là được tin anh cả mất. Lòng tôi rất buồn rầu vì việc lượng nặng nhiều đường xã xa khách. Lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tà thế tôi không thể lo điều. Than ôi, tôi xin chịu tội bất để trước linh hồn của anh, và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc được. Nỗi đau anh mất chưa nguôi ngoai chưa được bao lâu thì 4 năm sau được tin chị gái qua đời. Dẫu biết rằng đây người thân yêu cuối cùng trong gia đình, nhưng bà cũng không thể nào về chịu tăng được. Bởi vì anh chị em đoàn mình còn nhớ, cô Thanh mất vào ngày 25 tháng 4 năm 1954. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc sau đó chỉ có 12 ngày. Mãi tới 3 năm sau hòa bình lập lại, bà mới có dịp trở về thăm lại quê hương. Khi mà anh trai mất được 7 năm, chị gái mất cũng được 3 năm rồi. Cảnh cũ nhưng mà bây giờ người thân không còn ai để đón bác nữa. Xúc động nghẹn ngào, bác vào thắp hướng tượng nhớ bố mẹ ta nuôi với anh chị của mình. Lần lượt thăm từng hiện vật trong từng gian nhà, bác dừng chân vào phần gian thứ tư nơi nghỉ của cha. Bác nhớ tình cảm cha con vô cùng. 5 năm gắn bó với dân nghèo, ông chắc sống thật là giản dị. Năm 1906, Triều Nguyễn sức dậy mời ông ra làm quan. Ông vào Huế và nhận chức là thừa viện bộ lễ, một chức quan nhỏ trông coi việc học hành. Nhưng mà sống giữa chốn quan trường, ông sắp đau xót nhận ra rằng quan trường là nô lệ, trong đám người nô lệ lại càng nô lệ hơn. Sau nhiều lần không hợp tác ở Đình Huế, ông bị giảm chức làm tri huyện Bình Khê. Rồi từ một vụ án nhỏ, Triều Nguyễn đã cử cách chức ông, án ghi 2 chữ là thiệt thôi. Ông không được trở về ngôi nhà này nữa, đi vào các tỉnh phía Nam làm nghề bốc thuốc dạy học. Ông đã mất trong tình yêu thương người dân miền Nam năm 1929, hưởng thọ 67 tuổi. Xa quê hương hơn 50 năm, thì mãi tới mùa hè năm 1957, bác không phải có thời gian về thăm quê hương lần thứ nhất. Tâm sự người con xa quê ngày về nghe theo bác nói: "Tôi là người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay lần đầu được về thăm ở tỉnh nhà, có thể nói rằng quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình." Vào ngày ấy mở cổng đón bác về thăm, bà con mở đầu hồi nhà ngắm phía sau, thì về quê bác nói rằng không phải rồi, cổng nhà bác ngày xưa mở phía trước. Bác nhớ một bên có hàng tre mặt hào, một bên có bơ trống bụt.
ở được cổng ra vào bạc nhớ có một cây ổi đào họa sai mà ngọt. Đôi nhà ngang có cây cam, trước chân này cây bưởi, sau nhà có hàng cau rất đẹp. Thì ta thấy bây giờ một cổng trồng cây đúng như ngày xưa rồi. Cán bộ tỉnh Nghệ An xin phép bác trồng hoa trong vườn nhà cho đẹp. Cười vui bác nói lại rằng bác đồng ý cho có chủ trồng hoa, nhưng mà theo bác thấy hoa khoái lắng vật đẹp. Hiểu được ý nghĩa trong câu nói của người thì bây giờ mùa nào tức nấy tăng giá sản xuất phục vụ cuộc sống. Nói chuyện với bà con làng Chánh Nghệ Cánh Trần, bà con làm chủ nhất định bác sẽ về thăm một lần nữa, giữ đúng lời hứa 4 năm sau vào mùa đông năm 1961 thì bà con về thăm quê hương Nghệ An lần thứ hai. Nhưng đó lần cuối cùng sự nghệ quê hương người vui mừng đón bác về thăm. Hôm nay chúng ta con cháu từ Hải Dương đã cùng nhau có một chuyến thăm quan về với quê hương bác Hồ rồi. Ta biết rằng Hải Dương chúng ta được vinh dự tự hào đón bác Hồ về thăm tới 5 lần. Còn Nghệ An này quê hương bác Hồ, đất mẹ Hoàng Thu quê ngoại được một lần duy nhất. Còn làng Xén quê nổi này được 2 lần, lần đầu tiên năm 1957, lần cuối cùng năm 1964. Còn bây giờ em đã muốn đoàn chúng ta về thăm lại làng Hoàng Thu quê ngoại của bác Hồ. Xin chào đoàn tại đây. Chúc thầy của giáo đoàn chúng ta sẽ có một chuyến thăm quan về nguồn thật ý nghĩa. Chúc đoàn đều mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn mình rất là nhiều ạ. Hoàng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đây. Còn dấu chân bác đến bây giờ, nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông hay qua những chặng đường. Nghĩ về bác rộng mở tâm hồn, lời của bác dẫn con đi với niềm mơ lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông tay qua những chặng mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn quê nóng xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Rộng mở tâm hồn, lời của
độc, dòng trường mà sông phá. Chành lòng nước nôn, thân trong chốn lao tù, lòng hướng về quê hương, nước nhà đang khổ đau. Hôm nay em được gặp quý thầy cô từ trường tiểu học Đông Kỳ, tự kỳ Hải Dương, dành thời gian tình cảm chúng ta về với quê hương Bắc Hồ. Điểm mà đoàn mình đang dừng chân đây là quê ngoại bác Lăng Hoàng Trù. Mảnh đất này là nơi Bác Hồ được sinh ra và sống 5 năm tuổi thơ. Di tích được nằm trong khuôn viên mảnh vườn rộng 7 sao Trung Bộ, tương đương là 3.500 m². Tại đây có 3 ngôi nhà. Bác Hồ được sinh ra trong ngôi nhà tranh 3 gian nhỏ này. Ngôi nhà gọi duy nhất bên kia là nhà thờ, thờ ông bà ngoại, tổ tiên bên ngoài. Còn ngôi nhà tranh 5 gian khá rộng là nhà của ông bà ngoại bạn. Ngoài Bác Hồ ngay đó là một gia đình nhà nho khá giả trong vùng này. Cụ ông tên là Hoàng Xuân Đường, cụ bà tên là Nguyễn Thị Kẹp. Ông ngoại bác dạy học, bà ngoại bác làm ruộng, có thêm nghề sử phạm. Ông bà ngoại bác Hồ sinh hạ được 2 cô con gái đẹp đẽ đẹp người, Hoàng Thị Loan và Hoàng Thị An. Đó chính là mẹ và dì bác. Nhưng mà về sau thì trong gia đình còn đón thêm một người học trong về để nuôi gia học. Thầy cô giáo bị người học trong được đón về nuôi không ai cả, chính là ông Nguyễn Sinh Sắc, là bố bác Hồ chị. Câu chuyện được bà con Hoàng Trù kể lại, ngày 2 tháng 1 năm 1878, phụ hoàng đồng từ đây lên làng sang chúc tiệc bàn. Đi qua cạnh đồng, cô như thấy một cảnh tượng xúc động. Cậu học trò nhỏ ngồi lưng trơi, tay cứ mãi mê cầm sách đọc, dường như thờ ơ về trò vui của trẻ con ngày Tết. Tìm hiểu mới biết là cậu bé Nguyễn Sinh Sắc, con của Nguyễn Sinh Nhầm, cô Ba Hà Thị Hương. 3 tuổi mồ côi cha, 4 tuổi mồ côi cả mẹ. Sống với người anh cùng cha khác mẹ, thông minh ham học mà không được đến trường. Mỗi khi chăn trâu cắt cỏ, mượn sách vở bạn bè rồi cứ tự mình học chữ. Cụ Hoàng Đường thương hoàn cảnh học trò nghèo, mấy đức tính hiểu học. Cụ quyết định đón cậu bé Sắc từ làng Sen về nhà mình để mà nuôi cho ăn học. Năm 18 tuổi, Nguyễn Thích Sắc trở thành người thanh niên tuấn tú, có đức có tài. Gia đình có người con gái lớn Hoàng Thị Loan, tuổi trăng tròn đẹp người đẹp nết. Thấy con học trò yêu thương nhau, ông bà cụ Hoàng Đường vượt đến cả lễ giáo phong kiến, chọn người học trò làm con rể nhà mình. Năm 1883, lễ cưới của bố mẹ bác được tổ chức tại chính ngôi nhà tranh 5 gian này. Thầy cô giáo hôm nay về, chúng ta ghi nhận một điều. Hạnh phúc mà gia đình bác Hồ có được là nhờ công lao to lớn của ông bà ngoại. Mà phong tục ngày xưa, con gái lớn đi lễ chồng, không ở cùng nhà bố mẹ. Thương con về làng Sen đôi bàn tay trắng, chuẩn bị lễ cưới cho các con. Ông bà ngoại đã cắt mạnh vườn rồng một sao 3 thước trung bồ, đốn cây cối trong vườn nhà, dừng mãi nhà tranh nhỏ 3 gian này để bố mẹ bác có một tổ ấm sau ngày lễ cưới. Điều đó mới cắt nghĩa vì sao mà cả 3 chị em bác đều sinh ra tại Hoàng Trù quê ngoài chứ không phải quê nội bác ở làng Sen. Mặc dù Hoàng Trù chỉ cách làng Sen chưa đầy 2 km thôi. Phía sau nhà ông bà ngoại có ngôi nhà thờ. Thầy cô giáo biết thờ tổ tiên dòng họ ngoại bác, dòng họ Hoàng Xuân. Nhưng mà pháp tích của dòng họ ngoại bác Hồ thì vốn không phải từ xứ Nghệ. Thầy cô giáo biết nguồn gốc của dòng họ là từ làng Hoàng Vân, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Dưới thời Lê Mạc, 2 vị tướng họ Hoàng và Lý An dập tặc, giặc tan, 2 ông tướng không về mà ở lại Lý An sinh ra lập nghiệp. Ông ngoại bác là hậu duệ thứ 15 của dòng họ. Cụ Hoàng Đường lập nhà thờ năm 1881, khi khởi rừng thì lập tan thương thêm địa. Năm 1930, bà con mới góp công góp của xây tường lập ngõi. Ngày bác về thăm quê ngạc nhiên bác hỏi, nhà thơ lập ngõi xây tường là từ bao giờ vậy? Nhìn thấy cây mít ở hồi nhà ngoài vẫn còn, bác nói rằng đây là cây mít mật, chưa quả sai, mũi mọc thế mà ngọt. Cây mít này hiện nay đã hơn 127 năm tuổi rồi, là cây kỷ niệm duy nhất mà chúng ta còn lưu giữ được là gắn bó với tuổi thơ của bác. Còn tuổi thơ con gái thì biết, ngôi nhà tranh 3 gian nhỏ này, món quà ông bà ngoại dành cho bố mẹ bác sau lễ cưới. Bố mẹ bác Hồ đã có 12 năm
chung sống đầm ấm hạnh phúc dưới mái nhà tranh này. Cô nhớ thơ Tổ Hữu ngay mây xúc đồng đã viết: ba căn nhà trọng nồm tư võng, một chiếc giường con chiếu mỏng manh. Nhà có ba căn thì căn ngoài là mẹ bạc dành riêng nơi học tập nghỉ ngơi cho chồng, hai căn trong là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Đằng sau tấm vải manh nhuốm nâu của chiếc giường nhỏ nơi nghỉ của mẹ, tên chiếc giường đơn sơ, mẹ Hoàng Thị Loan đã sinh ra dân tộc Việt Nam, ba người con yêu mến. Người con gái đầu lòng là cô Nguyễn Thị Thanh, người con trai thứ hai là cầu Nguyễn Sinh Thiên. Sáng 19 tháng 5 năm 1890, giữa mùa xuân nở, bức hồ kính yêu của chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Ông bà ngoại đặt tên cho bác là Nguyễn Sinh Công. Kinh tế gia đình thì đều là bàn tay mẹ bác đảm nhiệm, ngày thì làm ruộng, mà đêm về thì canh cửa tuyệt vại. Để đưa con vợ giấc ngủ, mẹ bác đặt con bên cạnh võng gai, hạ tu con bằng làn điệu dân ca, câu vị sầm ngọt ngào. Lời suốt của mẹ theo bác suốt cuộc đời, để rồi trước khi đi về thế giới bên kia, bác vẫn muốn nghe câu hát vị sầm quê nhà. Giây phút cuối cuộc đời bác nhớ mẹ, nhớ quê hương xa hiện. Bác Hồ sinh ra tại mảnh đất này, nhưng gắn bỏ tại đây, thầy cô giáo biết đã chỉ được có 5 năm. Bác 5 tuổi, bố có tiêu chuẩn học ở trường quốc tử giám Huế, thì gia đình bác đã rơi Nghệ An đi Huế. Con đường trường Thiên Lý gần 400 cây số thì cả gia đình phải đi bộ. Bác chúng ta 5 tuổi, cha cõng trên lưng, mẹ cho ngồi một đầu quang cạnh mà quậy đi. Hơn một tháng trời treo đeo lùi suối thì gia đình mới vào đất để đô. Trốn kinh thành, mẹ bác chỉ biết lấy nghề canh cửa dệt vải để làm kế sinh nhai. Gắn bỏ đất Huế 5 năm, mẹ bác trở già sinh con. Người con được sinh ra tại Huế, em của bác là cậu bé Nguyễn Sinh Sinh. Nhưng thầy cô giáo biết mẹ bác Hồ sinh con trong túng thiểu, trong khó khăn cực nhọc, bà tự mình lao động quá sức, lâm phải một căn bệnh hiểm nghèo. Trước 22 tháng chạp của năm Canh Tý, chỉ còn đúng một tuần lễ nữa thôi, Tết Nguyên Đán đến rồi. Mẹ bác trụ hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chồng con ra đi, mẹ mới chỉ bước qua tuổi đời 33, đang thời xuân sắc. Bà để lại cho chồng gánh nặng bốn đứa con thơ dại. 11 tuổi, bác Hồ một mình giữa kinh thành Huế, chịu đựng nỗi đau xẻ lòng khi mất mẹ. Bố và anh coi thi Thanh Hóa chưa về, chỉ ở quê nhà với bà ngoại. Đi sau linh cữu của mẹ, chỉ có người con nhỏ 11 tuổi, cậu bé Nguyễn Sinh Công. Mấy em tên tay chạy khắp kinh thành để xin từng giọt sữa cho em. Em trai bác sức khỏe quá yếu, lại khát sữa mẹ. Cậu bé Nguyễn Sinh Sinh cũng đã ra đi theo mẹ khi mới chỉ vài tháng tuổi. Ông Nguyễn Sinh sắc đau lòng, nhìn cạnh con bơ vơ, ông mất đi người vợ hiền. Không thể cạnh gà trống nơi con đất kinh thành, ông quyết định đưa cả con trở về. Cũng trên con đường đó, ngày đi gia đình đầm ấm hạnh phúc bao nhiêu, ngày trở về càng buồn tủi bấy nhiêu. Đưa con về gửi con cho ngoài, nén nỗi đau vào lòng, bố bác hôm một mình vào Huế, kịp tham gia khoa thi hội tân sử. Khoa thi năm đó bố bác đỗ phó bằng, lấy làng siêu đỗ đại khoa không ở quê bờ, mà vinh quê bãi tổ về làng. Gia đình bác không còn ở lại Hoàng Trù mà trở về quê nội làng Sen. Bác chúng ta gắn bỏ làng Sen cũng chỉ có 5 năm. 16 tuổi bác theo cha vào Huế. Lần này bước chân bác đi mãi, bôn ba tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, mà hơn nửa thế kỷ sau, mảnh đất này mới được đón bác trở về. Sáng mùng 9 tháng 12 năm 61, Hoàng Trù quê ngoại đón bác về, thì bác mình là cùi xa 71 tuổi rồi. Nghẹn ngào xúc động, ngay trở về mái tóc bạc phơ, đứng lặng trong ngôi nhà nhỏ này, bác nói đây là nhà của bác. Dẫu cuộc đời hoạt động cách mạng, thầy cô giáo biết bác chúng ta đi nhiều nơi, sống rất nhiều ngôi nhà, nhưng mà trở về đây bác ghi nhận mãi nhà tên ba gian nhỏ là nhà của mình, bởi đây là nơi bác được sinh ra. Mắt bác rưng rưng khi thăm chiếc khung cửi bên cạnh đèn dầu lạc mẹ tần tảo bao đêm, lặng nhìn cảnh võng năm xưa mẹ ru bác ngủ, lặng nhìn chiếc giường nhỏ nơi ba chị em bác cất tiếng khóc chào đời. Giây phút nghẹn ngào, bác nhìn ra kỷ vật xưa của mẹ, chiếc trương gỗ nhỏ, món quà hồi môn mẹ lấy châm bằng ngoài cho con gái, cất giữ những gì bao năm vất vả mẹ làm ra. Tuổi thơ chậm chậm bước đi, bác chúng ta vẫn mê theo bếp sân gỗ dưới tập những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Nhìn kỷ vật nhớ người thân, kỷ vật còn mà người thân không còn, bác xúc động nghẹn ngào. Bác như sống lại những năm tháng tuổi thơ trong vòng tay của những người thân yêu nhất. Bác động viên bà con cố gắng xây dựng quê hương bạn về lần nữa. Vậy mà lòng dân Hoàng Trù không ngờ, lần đầu tiên đó cũng là lần cuối cùng Hoàng Trù quê ngoài được đón bạn về thăm.
hôm nay con cháu của bạn, quý thầy cô giáo từ quê hương Hải Dương, dành thời gian tình cảm chúng ta lại trở về nguồn, trở về với quê bạn. Xin thời, thầy cô giáo biết là hãnh diện chúng ta được bạn dành rất nhiều tình cảm. Quê hương Hải Dương được đón bạn tha về thăm tới 5 lần. Nghệ An quê bạn nhưng bạn chỉ về được 2 lần, mùa hè năm 57, mùa đông năm 61. Tiếc rằng Hoàng Trù lần đầu tiên bạn về thì chưa kịp đón bạn. Mảnh đất nơi chôn rau cắt rụn chỉ được đón bạn về một lần duy nhất. Sáng 19 tháng 12 năm 61, bạn là cụ già 71 tuổi rồi. Nội dung thiệt với hướng dẫn chi tiết Hoàng Trù, vậy em xin được kết thúc tại đây. Xin được kính chúc quý thầy cô, anh chị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đoàn có chuyện tham quan thật nhiều kỷ niệm. Trong trang thơ nguyên du gặp lại vị quê.